Rồi, xin chào mọi người đến với Sách Mang Kỳ. Hôm nay tôi lái xe chở cô con gái đi học. Thì hôm nay thì chúng ta đi qua một cái chính con đường khác nhé. Con đường này thì khác một bữa, mình cũng thấy trên đâu quen thuộc ha. Xa xa thì cái view trước là trống trơn, bây giờ người ta đã xây nhà rồi ha. Và thấy đâu ở đây. Và ngày hôm nay thì VinFast còn là 5 đồng 97, dưới 6 đồng. Hiện tại thì những cái bạn nào mà ngắm ngắm mua thì tôi thấy cái giá này cũng ok. Mà thôi khoan đã, chúng ta chờ đi, đang xuống nè. Giờ trong vòng vài ngày nữa chúng ta đã động tin tức theo. Theo cái tin tức thì cái bà CEO đó bà mới nói cái report gần đây và bảo nói mới nói chuyện với cái báo chí, và nói là VinFast cần nhiều tiền. Cái điều đó làm cho những cổ đông ta nghe được tin đó người ta cũng hơi ngán, và là bán ra nhiều thì cổ phần xuống. Cái cung đường mà bữa là tôi quẹo phải thì hôm nay tôi quẹo trái, bạn thấy không? Tôi đi thẳng, sorry. Thì bên tay trái bạn thấy bên tay trái tôi ha, là mảnh đất trống thì người ta hiện tại đang chia lô, bây giờ chưa thấy nhưng mà chúng ta chạy một chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Ok, sẽ là qua cái một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy bằng là bạn thấy à, tay trái ha, lô đất bắt đầu chia chia rồi đó, chia lô đó đấy. Ta đào đất lên ha, và chúng ta các bạn thấy đó xây sẵn và có một số người mua đó, cái đường này vô ha, số người mua đó. Ok, cho là chạy đến cái khu này thì khu này cũng khá là rộng rãi, đất mấy cái nhà ở đây đa số đều trên một trên 4.000 m² ha, đại khái là một một là một ek tôi cũng có từng về tính ngữ khoảng những 4.000 m². Rồi đó thì chạy đi. Đây cái nhà bên tay trái ha, cây họ trồng khá là lâu rồi cho nên cây trái rất là cao, rất là đẹp, đất rất là rộng ha. Thì giá mỗi căn nhà ở đây thì như hiện tại tôi không thấy không làm gì khoảng chừng trên 1 triệu ha, không xa nhưng mà cũng 1 triệu ha, rất là đất rất là tốt. Rồi trở lại tin tức của chúng ta thì đến chia sẻ một cái bạn một cái tin tức trong Extra Business thì hiện tại nói rằng những cái doanh nghiệp mà bị đóng cửa thì đã đụng chạm đến cái mức cao nhất kể từ năm 2015, có nghĩa là 8 năm về trước. Giờ những cái business đóng cửa ha, trong những cái tháng vừa qua, trong 3 tháng vừa rồi tới là từ tháng 7 tháng 9 thì có cỡ chừng 2.500 business đóng cửa. Và nó cao hơn 10% so với cái 3 tháng trước, từ tháng 4 tháng 7, và cao hơn 21% so với cái thời gian mà cùng kỳ năm ngoái. Và cái này là cái thời gian mà cao nhất tính từ ngày từ tháng cái khóa tờ từ cái tháng 10 cái khóa tờ của tháng 12 năm 2015 thì có 2.000 499 business, bây giờ nó cũng gần như vậy rồi ha. Thì những cái ngành mà thất ngành ngành mà bị dẹp tiệm nhiều nhất là ngành gì, ngành ta có thể dễ đoán thôi, đó là những ngành xây dựng, construction. Là họ make up là có thể là tới 30%, kinh vậy chưa. Với là 700 trong 2.500 cái business mà dẹp tiệm này có 783.000 business dẹp tiệm. Ok, và tăng thêm
Có tăng gần 30% so với cái quarter hồi tháng 4, tháng 7 vừa rồi ha. Rồi một cái sector, một nữa một cái những ngành nghề khác đơn vị nữa ảnh hưởng đó là ngành accommodation. Accommodation thì chúng ta có nói là giống như là khách sạn, nhà hàng và food services sector, họ tính chung một cái phần chúng ta gọi là hospitality sector đó các bạn. Cả nhà hàng với lại khách sạn thì cái những công ty phá sản thì tăng 10%, hoặc là và có 340 công ty. Rồi theo cái thống kê, cái ASIC là cái cơ quan của đăng ký doanh nghiệp ở New South Wales, thì tổng cộng cái số mà bị phá sản này là 46%. Các bạn ha. Rồi. Và cái quarter trước chị thì có 20% thôi. Đấy. Khá là interesting. Ok. Rồi, chờ chút xíu. Ok, thì các bạn thấy trên video thì bây giờ mình đi gần tới cái trường ha của cô con mình. Đi tới cái trường thì khu này thì là khu phía bắc của Tamworth, khá yên tĩnh, khu nhà đây cũng khá là yên tĩnh, đa số là gần bệnh viện cho nên nhiều nhiều người mướn, cũng khá là nhờ số người Việt mướn ở đây cũng tốt. Nói chung cũng khá khá rất là nice. Ok, trở lại cái article của chúng ta thì business ha, New South Wales là bị đóng cửa phá sản nhiều nhất, sau đó là Victoria và Queensland. Đương nhiên rồi, ba tiểu bang lớn ở miền Tây này nè thì đông thì vậy. Ok, qua đó người ta nói rằng cái lý do mà bị phá sản một phần là do thiếu lao động và nhiều người, đại khái là không có người đủ người làm cho nên profit nó xuống, và cái ngành construction đó, ngành xây dựng không ai muốn, không ai làm ha. Và cũng có một phần chắc chắn là business business bị ảnh hưởng. Cái một phần nữa đúng là do sở thuế do sở thuế gây áp lực cho nhiều người, nói chung là cũng phải bắt họ trả thuế, đóng thuế ha, thì bên cạnh đó trong business go bankrupt. Ok. Oh wow, interesting time ha. Ok, đó là một chút xíu về những cái business ở New South Wales, Victoria. Các bạn mà có idea gì thì là có những cái ý kiến gì hơn, hay bạn đọc nhau thì cầu nào hay hay thì có thể gửi cho tôi cũng sẵn sàng chia sẻ. Rồi thì giờ chúng ta tới đi tới cổng trường ha, các bạn thấy ha, đây là cái trường của cô bé học đây, đây trường bên tay trái. Chúng ta tới đây thì đậu lại, nó cũng khá vắng ha. Sáng sớm thì giờ này thì cũng chưa có đại khái cũng có nhiều người đưa con đi học rồi, nhưng khá vắng vẻ. Tại tôi thì tôi từng đưa trước 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 8:30 cho nên tôi thường tới đây là 8:20 rồi, và cũng khá vắng, mà thỉnh thoảng nhưng mà trễ một xíu thôi là người ta ùn ùn tới, đúng như đúng cái giờ người ta đưa con tới, khá là đông. Ok, rồi thì hold cái video và ok, ta sẽ tiếp tục. Rồi, thì đây lúc này là có video tôi hold và tôi đi làm xong và tôi đi về. Thì cũng tôi chạy cái cung đường hồi nãy ha, hồi nãy thì con gái thì cậu đã đi xe bus đi về rồi. Cậu không, cậu đi về 3 giờ mấy?
Tôi thì làm tới 5 giờ tôi dậy ha, cũng đường hồi nãy sáng tôi chạy sao thì giờ tôi cũng chạy cũng đường y chang vậy đó. Chạy về thì khá là yên tĩnh. Cái cung đường này thì chạy khá là nhanh, tại thứ nhất là nó không qua trường, nó không có qua những cái cua nhiều, mà nó hơi nó xa hơn cái cung đường kia khoảng chừng một cây số. So sánh thì nó chạy nhanh hơn, chạy phải chạy 80 không. Nó chạy thẳng tiến về nhà. Thì ao luôn lúc cái tuần này thì hiện tại thì chiều nay thì xe của Úc xuống nhiều hơn 1%, 96 điểm ha. Hiện tại là chúng ta 7.000 mấy, nhưng mà xuống khá là nhiều. Còn chỉ có trời coi sai tỷ lệ của Úc hôm nay xuống khá là nhiều, 6.981. Lý do thì chúng ta biết rằng Fed bên Mỹ report yếu, especially những cái ngành như là xe cộ ha, như là Tesla xuống cũng khá nhiều, nó drag whole sector, cái tech sector yesterday xuống khá là nhiều. Tech sector yesterday xuống nhiều, everything gone down yesterday, ảnh hưởng qua Úc. Úc cũng bị, thử chờ xem với đêm nay và ngày mai họ try như thế nào thì chúng ta sẽ biết được cái portfolio hiện tại của tôi thì thấy bữa nay xuống khá nhiều ha. Chung chúng ta không phải biết. thời gian xuống thì tôi thường thường thay lại top up, tôi mua thêm một ít để có lâu lâu có discount, cho nên tôi lại mua một ít. Thì hy vọng trong những ngày sắp tới, tháng 10 là thường thường là tháng tốt, nhưng mà tháng 10 năm nay có vẻ mọi thứ đảo ngược. Thì thường thường sẽ, nếu mà tháng này nó không tốt thì sẽ tháng sau nó tốt. Chúng ta chưa biết, tại cái chiến tranh lại xảy ra nữa. Hồi trước năm ngoái chúng ta bị Ukraine, bên Âu Châu thì nó không ảnh hưởng gì nhiều, mà cái chiến tranh này thì lại ở bên Trung Đông nữa. Mọi chuyện nó không chỉ dành xíu nào ha. Thì hy vọng những ngày sắp tới có những cái tin tốt. Thì nước Úc chúng ta nếu mà so sánh mà thấy những ngôi nhà rất là đẹp đó, hàng cây và khá là yên bình. Đa số 200 năm qua thì nước Úc ta không có, chỉ có khi người da trắng đến để mà chiếm đất của người thổ dân thôi. Ngoài ra thì nước Úc chúng ta không có chiến đấu với ai, chúng ta có gửi quân đi những nước khác chiến đấu. Thợ chiến tranh thế giới thứ hai thì cũng không ai đụng đến Úc, khá xa xôi. Nhật Bản đánh tới Úc thì cũng chịu thua. Tôi bảo đảm tất cả đất nước nào đều đánh tới Úc thì đất nước Úc rộng lớn, chiếm nước Úc thì cũng thất nhiều thời gian. Nay ngay cả bây giờ nếu mà China muốn đến chiếm Úc cũng cả một vấn đề, là họ phải đi qua Indo, hay là Indo muốn vào Úc thì cũng khó, cả một vấn đề. Các bạn thấy Úc chúng ta có lực lượng khá là tinh nhuệ, và chắc chắn một điều là khi họ có thể đánh những thành phố bên ngoài, chứ họ vô trong thì họ sẽ chịu thua. Nhưng nói chung về những cuộc kháng chiến lâu dài thì cái địa hình của Úc, cái địa hình bất khả xâm phạm, các bạn có thể thấy trên núi nó rất là hiểm trở. Nếu mà các bạn có đi, bạn đi nếu mà đi hướng từ chẳng hạn, bây giờ nó đi hướng Sydney mà đi lên Brisbane đó, các bạn thấy ha, một số con đường cắt ngang qua núi, cái Pacific Highway, khi mà thơ là những con đường chẳng hạn như bây giờ con đường từ Sydney tới Tham rồi cũng cũng có như một con đường chính thôi, mà con đường đó bị chúng ta đã ý nói như là có chỉ bị block hoặc bị phá thì mọi cái traffic đều bị nghẽn lại. Và khi mà đánh chiếm một cái đất nước mà khi mà không có đường đi vô những cái khu khác thì đành chịu thua. Họ có đánh thành phố lớn nhưng mà thôi, thành phố lớn là đường nó gì đã khó rồi, đông dân thôi, chứ mà khi mà đánh được sàn chiếm những thành phố lớn với cái binh lính của họ rồi thì chưa chắc họ đã lấn vô sâu thêm được ha. Ở nước Úc rất thanh bình, nói về những chuyện chiến tranh thì rất là khó xảy ra. Nhưng mà chiến tranh thương mại thì chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên. Chúng ta thử chờ xem trong những ngày sắp tới, chờ xem như thế nào. Ok, tôi cũng sẽ tiếp tục update tin tức VinFast. Tôi đã chuẩn bị tới nhà rồi.
Ok, xin cảm ơn các bạn nha. Rồi, chúc các bạn có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.